Từ đầu năm đến nay, thành phố Thủ Dầu Một phát hiện trên 1.000 trường hợp bệnh sốt xuất huyết, trong đó có một trường hợp tử vong. Trước tình hình nguy cơ dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, thành phố đẩy mạnh công tác kiểm tra và các hoạt động truyền thông phòng bệnh. Trong sáng nay, thành phố đã tổ chức đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết ở các cơ sở trường học trên địa bàn. Để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Dầu Một đã xây dựng triển khai kế hoạch hoạt động phòng chống dịch sốt xuất huyết, củng cố hệ thống giám sát cho 14 phường, đặc biệt chú trọng công tác giám sát bệnh nhân dự tuyến, ghi nhận các ca bệnh phản hồi từ tuyến tỉnh về tuyến phường và phối hợp điều tra giám sát tại cộng đồng, chủ động xử lý các điểm có nguy cơ bùng phát dịch, không để dịch lớn xảy ra. Đồng thời, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục thực hiện phần mềm giám sát bệnh truyền nhiễm để phân tích số liệu, báo cáo nhanh, chính xác hơn. Bên cạnh đó, triển khai chiến dịch phun hóa chất diệt muỗi chủ động ở các điểm có chỉ số côn trùng tăng cao, nguy cơ bùng phát dịch và chuẩn bị đầy đủ phương tiện máy phun, thuốc men, hóa chất, vật tư phục vụ phòng chống dịch.